cả nhà, mọi người có khỏe không? Hôm nay thì ân đang làm một bộ nail, nhưng mà surprise, mọi người biết bộ nail lấy bao nhiêu không? 400. Nhìn design rất là đơn giản đúng không? Cái này chỉ là extra long square shape thôi. Và ân làm design không có gì cầu kỳ hết. Nhưng mà ân sẽ chỉ cho mọi người làm sao để vẽ bộ nail này mà lấy được 400, đúng không? Ok, cảm ơn mọi người vào coi live với ân ngày hôm nay nha. Bây giờ thì nó hơi trễ một chút xíu, tại vì ông làm bộ tay này từ lúc 7 giờ tới giờ. Đến bây giờ mới xong hơn một bàn một chút xíu để mà tranh thủ live cho mấy anh chị. Và rất là cảm ơn các bạn model của ông hôm nay. Tại vì quá thích bộ nail này cho nên chấp nhận ở lại trễ để lên live cùng với mọi người. Rất là sorry mọi người, hôm nay ông bị ho một chút xíu cho nên nhiều khi đang live mà lỡ có ho nhiều á, mọi người thông cảm cho ân nha. Đó, cái tay bên này thì ân đã sơn hai ngón màu hồng rồi. Cái tay bạn này nó rất là cricket, cho nên hồi nào mà mọi người để thẳng thì mới thấy nó thẳng. Còn nếu mà mình cầm một cái ngón này mình để không á, mình sẽ thấy giống như nó bị quẹo sang một bên vậy đó. Thì ân để thẳng cái ngón tay với nhau thì nó thẳng ra. Ok, ở bàn tay này á, thì ân có hai ngón màu hồng. Ân sẽ hướng dẫn mọi người làm, thứ nhất là mình làm một cái trái tim cặp. Để ghép vào đây, khi mà mọi người để hai cái hình này lại á, thì nó sẽ ra một trái tim. Rồi ở đây mình có một ngón ombre, cái này gọi là vertical French ombre, mọi người nhớ không? Thì nó dọc như vậy. Sorry, nó không có French French thì mọi người phải trim thêm một đường nữa. Hôm nay thì ông không trim, ông chỉ làm cái ombre dọc thôi. Và mình có một ngón, hai ngón và ba ngón. Thì mình sẽ có cái ombre. Và ở trên cái ngón ombre thì mình có cái rainbow sand nữa. Thì hôm nay ông dùng rainbow sand màu trắng, màu white sand. Ok, bây giờ mọi người cùng làm với ông nha. Nói nhiều quá mọi người ngủ gục hết. Ok, ở ngón này á, thì ông sơn màu hồng. Màu hồng hôm nay ông dùng á, là màu số 2, màu G-gel. Và ngoài ra thì mọi người sẽ cần có thêm màu trắng, màu pearl white và chai matte top coat và chai shiny top coat. Shiny top coat không cần cũng được, cần cũng được. Tùy theo mọi người mình cần muốn dùng cái chai nào. Ok, bây giờ mình sẽ vẽ từng ngón một nha. Ông sẽ đi hai ngón trái tim trước. Ok, ở ngón trái tim này á, đầu tiên ông sẽ dùng màu trắng để mà ông vẽ. Hôm nay thì ông phải mix màu trên cái palette. Ông không có hướng dẫn mọi người mix màu được, tại vì hai tay của ông bây giờ nó phải match với nhau, cho nên ông không có vừa mix vừa làm mới cho mọi người. Ông sẽ dùng cái màu cũ, nhưng mà ông sẽ chỉ mọi người dùng cái màu nào để mix ra những màu này nha. Ok, ông có đầu tiên mình sẽ dùng màu trắng trước nha. Thì hôm nay ông dùng cái Neon Artist màu trắng, mọi người có thể dùng Artist màu trắng cũng được, cả hai cái đều được hết. Ông sẽ đi từ ngón giữa trước đi. Đầu tiên thì mình sẽ bắt đầu với một cái cọ line, thì ông dùng cái cọ GN và mình sẽ vẽ trái tim. Ông sẽ để cái bảng màu này qua một bên. Bây giờ mình sẽ bắt đầu với cái màu hũ đặt trước. Hello cả nhà, mọi người nhớ giúp ân like, share, nhớ thả tim cho ân nha. Ok, đầu tiên anh chị phải chuốt cái cọ cho nó mảnh. Mọi người biết cái mẫu design này khách của ân, ok, trả 400. Cái design ở trên á là design của ân, nhưng mà còn một phần bạn này muốn thêm vào thì làm sao, nếu mà bộ này ở trên mặt không á thì ân chỉ lấy có 200 thôi. Nhưng mà từ 200 làm sao nó thành 400 thì ông sẽ chỉ mọi người luôn. Đầu tiên á, ông sẽ chấm trước. Tức là ông sẽ canh từ bên này đi qua. Mình sẽ lấy khoảng 1 phần 3. Thì 1 phần 3 ở đây, ông sẽ chấm một chấm. Tức là cái trái tim nó cao bao nhiêu thì mình gạch một gạch. Rồi, ở ngay chiều giữa, từ bên hông này đi qua, ông sẽ lấy 2 phần 3. Tức là bên hông nó đi xa bao nhiêu thì mình sẽ lấy khoảng 2 phần 3 chiều dài. Rồi, ở dưới đây nó xuống sâu bao nhiêu thì ở trên ông chừa cỡ 0.5 thì ở dưới ông sẽ đi lên khoảng 0.5. Ông sẽ nghiêng ngón tay qua, ông gạch ở dưới đây một gạch. Rồi đừng lo, chút xíu mình vẽ, mình tô màu lên đó mình sẽ không có thấy nữa. Ok, ráp hai ngón này lại. Khi ráp á, mọi người nhớ giùm ông, không phải là mình ráp hai cái cuticle với nhau nha. Mình phải ráp hai cái đầu móng với nhau. Tại vì lúc mà mọi người chụp hình á, mình sẽ quay cái ngón tay, sorry, con tay bạn tại vì nó xấu quá, quay cái ngón tay ngược lại, vậy mình sẽ để cho tất cả các ngón bằng nhau đúng không? Cho nên mọi người để ý khi mà mình vẽ trái tim thì mình sẽ để cho hai cái đầu móng bằng nhau thay vì những cái cuticle bằng nhau, mọi người phải lưu ý nha. Rồi để cho hai cái đầu móng xem với nhau thì đầu tiên ân sẽ vẽ từ dưới lên 0.5 trước đi. Cái này là chắc chắn nó bằng nhau rồi, ở dưới lên 0.5, mark một cái rất là nhỏ thôi. Cái này thì thường là mình sẽ không có thấy lúc mà mình vẽ xong. Bạn sẽ để sát vào, ướm vào, mình đo lại một lần nữa. Make sure là ok, đúng. Thì bây giờ mọi người nhìn cái chấm phía bên đây. Cái chấm mà 1 phần 3 từ bên hông đi qua đó. Dưới bên đây, mình ước lượng coi thử nó nằm khoảng chừng nào. Hoặc là mình có thể nói cách giữ hai ngón tay như vậy để mình chấm một chấm cũng được. Can you hold your finger together like that? A little bit curved. Ok, it's ok.
cái bạn này không có giữ hai ngón tay được thì mình ước lượng thôi. Cái này mình có thể tùy ý sửa được mà, cho nên nó cũng không thành vấn đề. Con sẽ mark ở đây trước đi, rồi có gì mình sửa sau. Bây giờ con để lại một lần nữa coi thử nó vừa chưa. Thì con thấy là cái mark ở phía bên phải của con á, nó khá là cân luôn đó, nhưng mà nó cần phải ra ngoài một chút xíu. Con sẽ mark lại nó lên đây, cao hơn một tẹo thôi, giờ nó ra ngoài một chút. Rồi từ bên hông này đi qua 1 phần 3 móng tay. Mọi người biết sao mà ông phải canh 1 phần 3 mà ông không có vẽ hết ra ngoài không? Khi mà mình để cái ngón tay thẳng á, mình muốn vẫn nhìn thấy cái hình trái tim. Nếu mà người vẽ lấn ra ngoài đây nhiều quá, lúc mà mình để thẳng cái ngón tay như vậy á, mình sẽ thấy cái trái tim của mình nó bị khuyết một góc. Tại vì ngay chính diện á, cái phía bên hông ở đây mọi người sẽ thấy rất là ít. Cho nên mình đi khoảng 2 phần 3 ngón tay là đẹp nhất. Rồi bây giờ mình có cái chấm rồi ha. Bây giờ mình sẽ theo. Còn một chấm nữa mọi người phải vẽ. Thì ở bên đây ân sẽ tính cái điểm trong cùng của trái tim, thì thường ân sẽ chọn nó là ở ngay cái khóe móng. Mọi người có thấy rõ không? Đó, ân sẽ để nó ngay khóe móng là ở đây. Thì so qua phía bên đây mình coi thử là nó nằm ở chỗ nào. Mọi người phải để hai ngón tay như vậy. Bên đây thì nó sẽ tụt xuống dưới một chút xíu, nó không có nằm ngay khóe móng mà nó lùi xuống một chút. Rồi mình chấm một chấm nữa. Đo lại một lần nữa nha. Coi thử các điểm mình chọn nó đã cân chưa. Hai cái ở giữa. 2 phần 3 hai bên, hai điểm ở trên, hai điểm ở dưới. Rồi khi nào cân rồi, mình sẽ để cái ngón tay này xa ra và bắt đầu mình sẽ vẽ trái tim ha. Hello mọi người nhớ giúp ân like, share cái livestream ngày hôm nay nha. Để coi thử là làm thế nào mà ân vẽ được bộ nail này mà ân lấy 400. Ok, đầu tiên ân sẽ nối góc này lại trước. Đó, mình phải đảm bảo làm sao mà mình khi mình ghép hai ngón tay lại, trái tim mình nó phải cân chứ. Rồi từ điểm này ông sẽ nối xuống dưới cuối đúng không? Từ từ mình kéo. Rồi ông sẽ đi cho nó hơi xuống một xíu nữa. Cái này mình có thể tùy chỉnh nha. Khi mà cái trái tim của mình á, cái nét nó hơi bự thì ông sẽ tự động điều chỉnh cho nó hơi đi xuống một chút xíu. Thì bây giờ nó không phải là 0.5 nữa, cái này nó còn khoảng 0.4 thôi. Mà không thành vấn đề, mình có thể tùy ý mình điều chỉnh được trong quá trình mà mình vẽ. Thì làm sao cho cái trái tim của mình nó ra nó cân đối thôi. Ok, ở trên đây ông sẽ kéo từ đây đi xuống giữa. Rồi, cái này mới chỉ là đường outline thôi, mọi người không có cần phải lo lắng quá nhiều. Đó, mình đi lại một lần nữa cho nó sát nét nha. Rồi, ông cần cái đường ở phía ngoài nó sắc. Cái đường ở phía phía phòng trong này nó hơi messy một chút xíu, nó cũng không có thành vấn đề. Rồi, bây giờ qua bên đây thì mình phải nhớ là cái đuôi của mình nó hạ xuống một chút xíu rồi. Thẳng sẽ mark lại ở phía bên đây cho nó xuống một tẹo. Thì chút xíu mọi người phải đi từ đây và đi xuống nhiều hơn. Với lại thường á, mọi người phải mark trước là tại vì á, một cái nữa mình phải lưu ý á, là 2 phần 3 của ngón này nó sẽ đi ra xa hơn một chút xíu ra đây. Mọi người hình dung được ăn nói không? Con sẽ dời cái điểm này một xíu luôn. Con vừa mới nhận ra là tại vì cái ngón này nó ốm hơn, cái ngón này nó mập hơn. Thì 2 phần 3 của ngón này nó sẽ bự hơn 2 phần 3 của ngón này. Nhưng mà mình cứ vẽ xong đi rồi mình điều chỉnh được. Khi mà mình có cái nét outline ra thì nó dễ hình dung hơn. Con sẽ nối hai cái này với nhau trước. Cái này nó chưa có phải là final line. Mình còn điều chỉnh được nha mọi người. Rồi, giờ từ đây nối xuống dưới. Thì mình có thể kéo từ trên xuống dưới hay từ dưới lên trên. Tùy mọi người. Rồi mình sẽ nối cái đường này lại. Đó, nối cho nó mượt lại nha. Và cái ân cần là cái đường ở phía bên ngoài này. Nó phải mượt. Cái đường ở phía bên trong, chút xíu mình còn tô màu. Đỡ nó có đồ nối chập trùng một chút xíu, nó cũng không thành vấn đề. Nó và mình chút lại cái đường ở dưới đây luôn. Rồi ở trên đây ông sẽ vẽ thêm đường từ đây đi xuống nữa. Nhưng mà khách của mình đeo móng dài á, thì mình vẽ mình phải cẩn thận một xíu, tại vì ngón tay nó rất là dễ đụng vào nhau thì nó sẽ bị trầy móng. Và khi nào mà mọi người có được cái ngón tay bên đây rồi thì đừng quên, đừng chủ quan nha, mình phải đo lại một lần nữa. Đó, để cho make sure là nó cân đối. Thì mọi người bây giờ thấy như thế nào? Ở phía bên trái nó hơi to hơn bên phải một chút xíu đúng không? Thì mình sẽ sửa. Đó là lý do tại sao ông nói là mình phải luôn luôn đo lại. Tại vì mình chấm là mình chỉ ước chừng thôi. Thân sẽ vẽ cái đường ở ngoài đây cho nó bự ra một xíu nữa.
mình phải coi cái trái tim bên kia nó đi đến chừng nào. Mọi người đừng có lo là cái nét này nó bị dày hay là bị nhiều. Miễn là cái trái tim nó cân đối thôi, ở trong chút xíu mình sẽ tô màu hết. Nên là không có lo. Cho nên nó có cộng lông chút xíu thằng sẽ dớt nó ra luôn. Cộng lông rất là mỏng. Hân rất là ghét khi mà đang vẽ cái mình xui xui mình gặp một cái link nha. Cái link rất là nhỏ nhưng mà nó rất là annoy. Thì Hân sẽ chấm một chút xíu alcohol đi. Rồi Hân trim cái chỗ đó lại cho nó trơn tru sạch sẽ đi. Chứ để chút xíu mình tô màu lên nó mất công. Nó lòi cái link ra thì nó không có đẹp. Kỹ một xíu, chút xíu cho nó đẹp luôn. Thần sẽ trim cái chỗ này một chút xíu. Tại nó có một cái link rất là nhỏ. Đó, bây giờ mọi người thấy cái link chưa? Nó màu đen. Thần sẽ chấm chút xíu alcohol. Và Thần lấy cái link này ra. Rồi thì mình vẽ lại cái đường này chút xíu thôi. Xong cái đường này, nhớ để hai ngón tay vào. Đo thêm một lần nữa. Sắp sắp được rồi nha. Ở cái đuôi bên đây mập lên một tẹo nữa thôi là được. Đó, ăn sẽ vẽ thêm bên đây cho nó dài lên một xíu nữa. Rồi, xong được cái phần này. Mọi người cứ hơ đèn trước. Những phần nào mình xong chắc chắn đường nào mình hơi đèn trước. Tại vì khi mà mọi người vẽ những cái móng tay dài nó rất là dễ messy. Tại vì những ngón tay này khi mà mình đưa qua đưa lại thì nó đụng vào nhau thì nó sẽ dẫn đến là trầy. Nên là mình cứ hơ cái này mình hơ khoảng 10 đến 15 giây thôi. Không có cần phải hơ quá nhiều. Chỉ cần flash clear thôi thì mình sẽ hơ tới hơ lui những cái mẫu design này nhiều lần nữa. Cho nên mọi người không có cần phải hơ thật là nhiều. Và ở cái trái tim này thì ông sẽ chia nó ra làm 4 cái. Thì ông sẽ vẽ từng lớp một. Thì mình canh mỗi lớp nó khoảng nhiêu đây. Đó, một cái. Nhớ ông nói nha, cái này chỉ là cái đường phác thảo thôi. Nên lỡ chút xíu mình có sửa, cũng không có sao hết. Đó, mọi người làm sao cái đường cong trái tim nó phải cong nha. Để chút xíu mình tô màu mình sẽ chồng lên, mình không thấy những cái đường trắng này nữa đâu. Nên mọi người không có phải lo lắng. Một nét. Còn một nét nữa nha. Nào sao mà mình nhìn mà nó ra được nửa trái tim nha mấy anh chị. Đừng vẽ cái này mà nó ra cái khác là không được. Đó, mình không có cần phải đi thiệt là sát lên trên đâu. Có thể là cái khúc ở đây nó sẽ dày hơn cái khúc ở hai bên nữa đó. Đó, không có thành vấn đề. Miễn sao cái trái tim của mình nó thiệt là tròn là được. Rồi mình ăn sẽ đi cái trái tim nhỏ hơn nữa. Đó, bốn cái trái tim. Qua ngón đây nha. Ngón đây tương tự. Thì mình phải nhớ là mình phải tính từ ngoài để tính vào. Chứ không phải là tính từ khúc này tính vào nữa nha. Thì nó sẽ nằm ở khoảng đây. Nếu mà tính từ ngoài, ăn tính vào. Đó, kéo nó xuống bên góc. Ở phía trên đây. Và khi mà ông vẽ cái trái tim ở bên ngón còn lại á, nếu mà mình nhắm được á thì bốn ngón mình đo một lần cũng được. Nếu mà không được á thì mình đo mỗi ngón. Hoặc chút xíu khi mình tô màu mình có thể vừa tô vừa đo cũng được. Mọi người không có cần phải đo lắc nhắc quá nhiều lần. Nhưng mà cẩn thận coi chừng cái cọ của mình á bị cái tay của mình đụng vào trầy nha. Đó, hai cái. Mình vẽ một đường nữa là mình xong cái phần ở trong rồi. Rồi, bây giờ ông sẽ đo lại một lần nữa nha. Mọi người coi thử là nó tương tương với nhau chưa? Thì ông thấy lần này á, ở giữa cái đường tròn trong cùng ở phía bên trái nó hơi nhỏ chút xíu. Thần sẽ nới nó ra một chút. Đó, là mình biết chút xíu là mình tô hết cái phần ở trong này luôn. Rồi, bây giờ tạm thời ông sẽ hơi đèn trước nha. Ok, hôm nay thì ân dùng 4 màu. Mọi người biết đó là ở ngoài thì ân có màu trắng. Mấy chị có thể dùng màu full white cũng được. Hoặc là mình dùng màu artist gel màu trắng cũng được. Ngoài ra thì ân trộn một chút xíu màu đỏ. Màu đỏ, màu hồng này với màu trắng để cho nó ra cái màu hồng bên đây. Có một chút xíu nước sơn gel màu hồng chói nữa. Màu hồng hồng đậm á.
Hận trộn ra cái màu này, hận pha mấy màu với nhau lận. Mọi người có thể tùy ý chuyển đổi cái tông này nha. Không cần phải đúng y cái tông của ân đâu, miễn là nó 3-4 màu hồng khác nhau là được. Cái rồi ân lấy từ màu này, ân pha thêm một chút màu trắng nữa nó ra màu tiếp. Cái đó ân pha chút màu trắng nữa nó ra màu tiếp. Thì ba màu này là ân pha ra từ cái màu đầu tiên. Thì nó chỉ là màu đỏ, màu trắng và màu hồng thôi. Rất là dễ. Bây giờ ân sẽ dùng màu trắng để ân tô trước nha. Nào, cái cọ của ân sẵn màu trắng rồi. Ở đây thì ân đang dùng màu phô quấy, tức là nước sơn treo thôi. Rồi mình sẽ bỏ màu trắng lên. Rồi mình miết, kéo để cho nó mảnh ra, cho nó đều màu nữa nha. Tại vì màu trắng mà khi mấy anh chị dùng artist gel á, nó sẽ cái tông nó sẽ hơi lệch một chút xíu so với lại cái màu full white, chứ nó không phải là giống nhau hoàn toàn đâu. Nên mình vẽ mình đi chồng lên cả cái đường outline ở ngoài luôn, một chút xíu thôi. Tại vì xíu nữa ông cũng sẽ vẽ outline màu hồng, tại vì ông muốn nó nổi hơn á. Hôm nay mọi người đi làm có nhiều khách không? Oh, hello chị Kiều Lê. Hello mọi người. Con nghĩ bây giờ ở Cali thì mấy giờ rồi ta? Mới 7 giờ ha. Ở Florida ông thì 10 giờ rồi. Nhưng mà tại hôm nay rất là mê bộ nail này, cho nên phải năn nỉ người khách của ông là cho ăn live. Tại vì hiếm khi nào mà có được một khách đến đúng cái giờ này, để mà ngay cái ngày, cái lịch livestream của mình, và họ vẽ đúng cái bộ móng mà mình thích, đúng cho đang muốn vẽ một bộ Valentine chút xíu ha. Khách này thì đến nhau rất là thường, nhưng mà thường là chỉ đến ban ngày hoặc là những cái giờ khác mà không phải là thứ hai. Đó, bây giờ ông sẽ tô chồng ngồi cho láng nha. Chút xíu mình còn chỉnh được, không lo. Lấy màu trắng tô thêm bên đây nữa. Nhớ canh hai bên nha mọi người, đừng có để một bên dài quá, một bên mỏng quá nha. Nó nghiêng cái ngón tay qua để mà mình tô được ở phía dưới. Nãy giờ có anh chị nào đoán ra tại sao mà cái bộ nail này mà lấy 400 không? Một cái gì đó thần bí ở trong đây mà cái chị này chỉ chịu trả cho 400, phải có lý do đúng không? Nhưng mà bây giờ ông sẽ chưa bật mí đâu, ông muốn chờ đến cuối, đến hồi nào mà mọi người vào coi thiệt là đông nha. Nhớ like cho ân, like cho ân thiệt là nhiều. Tại vì hôm nay ân phải ngồi ở đây rất là trễ, do là phải chuẩn bị. Nếu mà mỗi lần muốn livestream là phải set up. Hôm nay trời rất là lạnh, mà sáng nay ân lại ho rất là nhiều. Mọi người nhớ thương em, bấm like thả tim cho em nha. Rồi mình sẽ tô cái phần đây, tô cho đều nha. Chỗ nào mà mực hơi mỏng, cái line nó hơi lộ thì mình đi lại một chút xíu cho nó mướt luôn. Mình không có phải tô tới tô lui nhiều lần nữa, không có cần phải đi hai lần. Màu full white nó dày vừa lắm. Rồi bây giờ ông sẽ lấy một miếng lint free, ông chùi cọ đi đã. Ông sẽ vẽ hai miếng một lần luôn để cho đỡ mất thời gian chứ. Thì mình sẽ chừa ra màu này đậm nhất, thì trong cùng màu này sẽ tiếp theo. Thì bây giờ ông sẽ vẽ màu này luôn, sẽ đi ngay góc này. Mọi người có thể pick một cục mực dày chút xíu rồi mình tán mỏng ra cũng được. Nhưng mà đừng vẽ mực dày quá nha. Tại vì khi mà nó không khô á, nó rất là dễ bị nhăn. Và những cái design này mình vẽ sát hai bên góc thì sometimes hơi á, nhớ dặn cái người khách của mình xoay ngón tay, xoay nhẹ 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 chút xíu. Mọi người chút xíu vẽ cái màu hồng ở trong á, mình muốn lấn ra ngoài cho nó cân thì mình lấn ra cũng được. Tại vì càng màu trong á, cái màu nó càng đậm, nó sẽ dư sức để cover được cái màu hồng này. Cái tim này thì nó hơi mất công một chút xíu, nhưng mà tiền nào của nấy đúng không anh chị? Mình vẽ mất thời gian thì mình phải lấy tiền nhiều chứ. Rồi, ông sẽ qua cái trái tim bên đây nha. Đó, kéo mực cho mỏng ra. Đừng để mực bị động hay là bị dày, tại vì nó sẽ rất là dễ bị nhăn hoặc là không có khô. Rồi, vẽ cái góc ở trên đây. Mọi người có thấy rõ và có nghe ân nói rõ không? Sometimes internet nó hơi yếu, hay là tại vì ân đưa gần cái camera quá, nó hơi bị ao nét chút xíu. Thì mọi người nhớ comment ở phía bên dưới cho ân biết nha. Nhiều lúc ân rất là tập trung, khi mà ân vẽ ân tập trung nhiều lắm, mà thêm phải vừa nói chuyện với mọi người rồi vừa focus on cái vẽ nữa, thì nó rất là dễ bị mờ. Nhiều khi là bị mờ. Rồi, hai nét.
cái nét đây á thì ông muốn cho nó cao hơn một xíu nữa. Bây giờ mọi người ăn cơm rồi đúng không? Anh chị nào mà ở phía bên Maryland, Pennsylvania, Florida là bây giờ ăn cơm là leo lên giường rồi, ngồi coi ăn vẽ design cho vui ha. Rồi hai màu tiếp theo thì ông có màu hồng đậm nhất thì sẽ đi ở trong cùng và màu hồng nhạt hơn. Thì mọi người nhớ hai cái màu này là ông pha từ cái màu hồng đậm này mà ra, tức là lấy màu này thêm miếng màu trắng. Ông pha ra màu này trước, lấy màu này thêm màu trắng ra màu này, lấy màu này thêm tiếp màu trắng ra màu bên đây. Rất là dễ. Hello Kelly Trân. À, nếu mà mọi người có câu hỏi gì á thì cứ comment ở bên dưới nha. Hello chị Nga ơi. Rất là cảm ơn mọi người. Nhớ comment nói chuyện với ông đi để mình có nhiều tương tác cho nó vui. Chứ một mình ân nói hoài buồn lắm. Ok, ân sẽ lấy màu hồng này nha. Mình sẽ tô cái phần trong góc trong đây. Mọi người thấy cái màu này á, even ân pha ra nhưng mà màu nó lên rất là đặc. Một lớp một là nó cover hết rồi. Là tại vì ân dùng cái màu Artist Gel ở phía dưới. Màu Artist Gel thì nó đậm đặc hơn. Nên nó sẽ cho mình một cái gọi là cover khá là tốt nha. Đó, đi cái nét này cho nó tròn. Thiệt là tròn. Rồi, một bên, ngồi bên đây. Nhìn cái tay qua một chút xíu. Ông vẫn chờ anh chị nào comment tại sao mà bộ tay này ông lấy mắt nha. Ai mà đang coi livestream của ông nhớ cho ông một cái comment. Mọi người nghĩ là cái bộ tay này nó mắc là nó mắc ở chỗ nào? Là tại ông vẽ lấy design mắt hay là tại cái shape nó dài ông phải vũ cực? Cái này ở dưới á, là ông đang làm móng gợi ý với mọi người luôn. Móng bộ này mọi người tính tiền bao nhiêu, cái design này mọi người tính bao nhiêu đó, ông sẽ để dành cái câu này một chút xíu nữa, hồi nào ông vẽ xong hết ông mới bật mí với mọi người. À, cảm ơn chị Kiều Lê nha. Xong cái trái tim ở giữa ông sẽ lấy miếng lint free chùi cọ lại lần nữa. Mọi người thấy không, cách mà ông chùi cọ làm sạch cỏ là ông chỉ lấy giấy chùi thôi, mình không có cần phải dùng tới alcohol hay là acetone, trừ khi là cái cọ của mình dơ quá hay là nó bị cứng hay là mình mới vẽ màu đen, khi mình vẽ qua màu trắng thì có thể anh chị có thể lấy base gel hoặc là top coat á, mình cho ra dĩa mình quay lại mình nhúng cái cọ vào và mình lau sạch. Còn ngoài ra những cái màu tựa tựa nhau như vậy là anh chỉ lấy giấy lau thôi. Đó, mọi người thấy cái trắng bây giờ nó hơi dày đúng không? Thì ông sẽ lấn cái màu hồng này ra một chút xíu. Đó là tại sao ông đi những cái màu nhạt nhạt trước. Rồi mình đi những cái màu đậm hơn sau. Thì mình có thể chồng lên được. Lần này là tại ông đang vẽ nét nên ông dùng luôn cái cọ chị An ông vẽ luôn. Nên chỉ cái phần tô màu này mình có thể dùng những cái cọ cái bảng dày hơn để mình tô cũng được. Nó cũng không thành vấn đề. Nhưng mà cọ nét này nó được một cái là khi mấy anh chị tô cái nét mực nó ra rất là đều. Đó, mình nhớ đi lại cho cái trái tim cho nó tròn đều nha. Rồi quay qua bên đây. Cẩn thận, mình vẽ hai bên một lúc mình phải rất là cẩn thận. Dạ yeah, đúng rồi, Trịnh Hoàng Ngọc Ánh, bộ này ông có rắc bột ở phía ngoài nữa, rắc bột hầu như các ngón luôn. Ông có một ngón ombre nữa để ông xong cái ngón này đi, sau ông sẽ cho mọi người coi những ngón còn lại. Nãy giờ ông đang tập trung vẽ cái ngón này quá cho nên là chưa có để cho những anh chị nào mà vào sau á coi hết nguyên cái set mà ông đang vẽ nha. Đó, chút cái đường này cho nó thẳng. Rồi bây giờ mình lên tới ở trên. Tô màu á thì mình lấy nhiều màu hơn, hồi nào mà vẽ light work á thì mình chút cái cọ cho nó mỏng là được. Nhưng đừng lấy quá nhiều mực nha, nhớ tán cho mỏng ra. Tại vì nhiều mực quá dễ bị nhăn. Và khi mọi người để cho khách hơ, nhớ dặn khách là turn cái ngón tay một chút xíu, tức là hơ khoảng 20 giây, nghiêng qua phải chút, hơ khoảng 20 giây, nghiêng qua trái chút. Nếu mà mình làm những cái design mà mình phải vẽ ở phía bên góc. Mà nhất là cái móng này, nó cong nhiều nữa. Rồi, bây giờ ông sẽ để cho khách hơ đèn nha. Don't forget to turn it. Dạ. Khách này của ăn thì biết rồi. Mọi người coi cái tay bên đây nha. Đó, ngón này thì ăn rắc bột ở phía bên ngoài. Thì ăn dùng white sand ở trong cái rainbow sand á. Cái màu này là màu số 12. Ở hai ngón này thì ăn có ombre. Mọi người thấy rõ được cái ombre của ăn không? Màu lên rất là cute ha. Hello cả nhà.
Cảm ơn chị Kelly Trần nha. Rất là cảm ơn mọi người. Tối rồi mà vẫn dành thời gian ngồi coi live với Ân. Thank you. Rồi nhớ lau lại cái cọn lần nữa. Bây giờ thì Ân sẽ đi nét bằng màu hồng đậm. Rồi mình chút cái màu này cho nó mỏng. Những cái màu này á, mọi người có thể tùy ý pha theo cái tông mà mình muốn nha. Không có cần phải ở trong thiệt là đậm giống như Ân. Mình thay vì màu hồng mình có thể đi màu tím, màu cam. Màu gì cũng được hết. Màu gì khách thích thôi, đúng không? Màu gì khách chịu trả tiền cho mình thôi. Đó. Mình thấy cái cọ này vẽ nét đã không? Vô cùng mảnh nha. Nhưng mà ăn thua nó mảnh một phần là cách mình lấy mực nữa. Người thấy không? Khi ăn lấy mực cái cọ của ăn nó rất là chân chút, rất là mướt. Không bao giờ ăn để mực nó đọng ở phía đầu cọ hết. Thì đương nhiên cái nét của mình kéo xuống nó phải mướt rồi. Đó, mình chút cho mướt. Đó, qua bên đây. Kéo xuống. Ngắn nữa nha. Mình sẽ đi lại cái đường trong này một chút xíu. Mình thấy nó hơi loài trắng một chút thôi. Thì mình sẽ đi lại cái đường ở trong này. Chút cho nó hồng hết luôn. Rồi, cái đường ngồi cùng. Thấy không? Chút cho nó thật là mảnh cái cọ nha. Muốn nét cho mảnh thì cái cọ phải lấy mực cho thật là mảnh. Rồi, mình sẽ đi một nét nữa cho nó đủ độ dày luôn. Đó, mọi người thấy xinh yêu không? Đó, cảm ơn chị Linh nha. Rồi, qua tới ngón bên đây. Thêm cái ngón tay này qua. Ngón bên đây thì cái phần màu hồng ở trong nó đẹp rồi. Mình không cần phải sửa nữa. Đi cái phần ở ngoài thôi. Đó, có thể mình mới kéo một nét thì cái nét nó chưa ra mảnh thì mình kéo nét nữa. Không sao hết. Nét nào tiện tay cho mình hơn thì mình vẽ trước. Cái phần cong ôm cua mình vẽ sau. Phần nào trước cũng được. Đa phần á là ông sẽ nghĩ cái nào thuận tay cho mình hơn thì ông vẽ trước thôi. Mọi người không có cần phải đắn đo nha. Cái nào mà mình thấy mình kéo cái cỏ nó thuận tay thì mình đi trước thôi. Đó. Qua phần tiếp theo. Cái này cũng tỉ mỉ quá mọi người ha. Nhìn thì thấy đơn giản nhưng mà thiệt ra là nó cũng không phải đơn giản lắm đâu. Nhưng mà khó thì nó không có khó nha. Quan trọng là mình từ từ và mình canh góc cho đẹp thôi. Đó, những cái đường ở bên trong thì từ từ kéo. Đôi khi là phải vẽ tới vẽ lui một hai lần. Chứ không phải là mình kéo một nét là mình ra được cái nét liền đâu. Rồi, hắn sẽ đi xuống góc bên đây. Ôm cua. Nghiêng ngón tay qua. Cái ngón hôm nay á là ông đang làm cái vertical French, tức là French mà dọc. Ông sẽ chỉ cho bạn một cái không cần dùng máy airbrush luôn. Chỉ cần là bạn có cho ông cái hữu artist gel thôi. Này ông không hề dùng máy xịt airbrush nha. Riêng với mẫu á, ombre dọc thôi, ombre ngang á, thì một á là em xài cái neon pigment. Em dust nó sẽ đẹp hơn. Hoặc là mình phải đắp bột thôi. Màu sơn gel thường ông thấy blend ombre mà bằng gel á, ombre ngang á, nó ra không có đẹp. Hoặc là mình phải mất rất là thời gian. Nhưng mà nếu mà làm nhiều thời gian như vậy thì ông thấy không có đáng. Ok, bây giờ mình sẽ hơi đèn nha. Đó. Xong cái phần trái tim. Trái tim xong thì ông sẽ sơn matte top coat qua. Mọi người thấy ở trong đây là top lì đúng không? Ông sơn matte top coat qua. Xong đó ông sẽ rắc kia bột kim tuyến ở ngoài, nhưng mà kim tuyến thì thôi để mình rắc hết một lần luôn đi. Bây giờ ông sẽ chưa rắc kim tuyến đâu. Nhớ nha, nhắc khách vừa hơ vừa turn cái tay. Rồi, bây giờ ông sẽ sơn matte top coat lên nha. Khi sơn matte top coat á, mọi người lưu ý giùm ông, matte top coat nó rất dễ làm chảy màu. Cho nên khi mình lấy nước sơn á, mình lấy hơi nhiều chút. Và mình kéo nhẹ nhàng thôi, chỗ nào mình kéo qua. Và mình kéo qua, mình đừng có kéo tới kéo lui nhiều quá.
những cái màu nhạt như vậy á, mọi người sẽ ít thấy nó bị chảy màu. Hồi nào mà mình sơn trắng đen đi là mình sẽ thấy cái màu trắng nó lem ra liền. Mọi người thấy ông lấy nhiều nước sơn, giờ ông kéo cái nào là ông kéo thẳng một đường xuống thôi, đừng kéo tới kéo lui. Qua tới ngón này kéo thẳng xuống. Rồi xong cái phần này thì ông sẽ hướng dẫn mọi người cách làm cái vertical ombre nha. Ông sẽ kéo cho xong ngón này, cho thấp gốc cần nó gần hết rồi. Nhưng mà mình cứ lấy nhiều nước sơn một chút, và mình kéo thẳng xuống. Đừng kéo quá nhiều lần, mỗi chỗ nào đó đi qua một lần nhẹ nhàng thôi. Rồi bây giờ ông sẽ hơ đèn nha. Thấp gốc này mình hơ 30 giây cũng được, tại vì chút xíu mình sẽ còn hơ lắt nhắt rất là nhiều lần. Ok, bây giờ ở đây ông có một cái màu hồng. Anh chị biết tại vì sao không? À, trên cái ngón này á, mới nãy ở phía dưới á, là ông sơn màu số 2. Màu số 2 của G-Gel á, nó đậm đặc rồi. Nhưng mà để làm cái ombre cho nhanh thì nó chưa có đậm đặc đủ. Nếu mà mọi người làm cái design này mà muốn cho nhanh á, ân khuyên là không có nên dùng nước sơn gel. Tức là không có dùng những cái chai nước sơn. Bắt buộc phải dùng màu hũ, tức là những cái màu đặc như vậy. Thì ông sẽ hướng dẫn mọi người làm một phát một nó ra luôn, không có cần phải kéo tới kéo lui. Tại vì ông thử rất là nhiều cách để mà làm ra mẫu này, thử từ nước sơn gel cho đến xịt cái nào coi thử cái nào nhanh nhất. Thì ông có một cách này rất là nhanh, để mà khi mà ông dùng cái màu hồng á, trong cái set Artist Gel, thì cái màu hồng này so với cái màu của ông đang có ở trên cái ngón tay này á, thì nó khác nhau nhiều quá. Và cái màu hồng trong hũ á, nó hơi buồn, cho nên bắt buộc là ông phải pha màu hồng này với màu trắng. Ông pha hai màu lại với nhau thì nó ra cái màu hồng bên đây. Thì ông thấy nó khá là match, mọi người thấy không? Khi mà ông rắc bột kim tuyến này nữa là mình sẽ không có thấy nó khác nhau nhiều. Cho nên màu này ông pha, nhưng mà cho dù mọi người có pha hay không pha, dùng màu gốc này cũng được nếu mà vừa ý, hoặc là màu pha thì nhớ giùm ông là chỉ pha những cái màu Artist Gel với nhau thôi. À, làm ơn đừng lấy nước sơn gel để vẽ những màu này nha. Nước sơn gel vẽ những màu này lâu cực kỳ, tại vì khi mà mình tán nước sơn gel nó lỏng, mình tán nghiêng qua bên đây thì nó bị sọc bên đây, mình tán nghiêng qua bên đây nó bị sọc bên đây, nó cứ sọc tới sọc lui hoài, mất rất là nhiều thời gian. Để hôm nay ông sẽ hướng dẫn mọi người một cách làm vertical ombre gọi là nhanh như cướp. Rồi bây giờ cho ông xin cái cọ jelly, tức là cái cọ nào mà đầu bằng cũng được. Mọi người có thể dùng những cái cọ như thế này, miễn sao là cái đầu nó dẹp thôi, cái bản dẹp là được, ý hơn là vậy. Rồi bây giờ cái phần màu hồng á, ông sẽ đặt nó ở bên đây để cho hai ngón này khi mình đặt vô nhau á, mình thấy màu hồng nó nằm ở phía trong, còn màu trắng nó sẽ nằm ở ngoài nha. Rồi cẩn thận kiểu nó dính treo đó, chùi ra giấy đi. Rồi ông sẽ sơn màu hồng trước, thì màu hồng này là ông mix rồi cho nó tự tựa giống cái màu hồng của chai bên đây. Ông sẽ dùng cọ ông sơn lên, người nhớ sơn cho sát cuticle nha. Cái móng này á, là tại khách của ân á, cái móng tay của chị hơi vàng ở dưới, cho nên bắt buộc á, ân phải sơn một lớp màu trắng ở dưới. Anh chị nào á, mà cái móng tay của khách đẹp quá, hồi trước ân có like mẫu này một lần rồi, cũng màu hồng này luôn, hồng đậm hơn một chút xíu. Ân xài trực tiếp cái hũ Artist Gel luôn, và ân like cái mẫu design Barbie Pink á, có vẽ con Barbie á, thì ân không cần sơn màu trắng ở dưới luôn. Đó, mình kéo màu hồng một bên nha. Rồi, sau đó nhớ rửa cọ cho sạch giúp ân. Thì thấm miếng acetone hay là alcohol cũng được, bỏ ra. Này thì này ông đang dùng acetone, rửa cọ cho thật là sạch. Một cái mẹo mọi người anh chị có thể dùng á là vẽ màu trắng trước, thì màu trắng trước mình sẽ yên tâm hơn tại vì nó đỡ bị dơ. Nhưng mà thiệt ra màu nào cũng được hết, nếu mà mình rửa cọ sạch thì it doesn't matter. À, mình xài trắng trước hay hồng trắng gì, hồng trước gì cũng được hết. Rồi màu hồng thì ông lấy trong gì á, màu trắng á thì ông sẽ dùng trực tiếp từ trong hũ luôn, tại vì màu trắng mình không có cần phải pha. Ông sẽ dùng cọ này lấy màu trắng, đừng dày quá nha, vừa để cho nó cover hết cái bề mặt móng thôi, nhưng mà không có quá dày. Ở phía dưới cái móng này á, thì ân sơn một lớp, chỉ một lớp thôi nha, không cần phải sơn hai lớp, tại vì màu nó cũng bao phủ rồi. Do cái móng tay của bạn này nó hơi xỉn màu ở phía dưới, cho nên ân sợ lúc mà ân làm một lớp màu hồng ở trên nó sẽ bị thâm, hơi lo thôi. Mà muốn bộ này ra cho đẹp nữa, để livestream mà rất là muốn vẽ bộ này cho đẹp để cho mọi người coi. Đó, nhớ khi mà quét sát màu hồng á, thì nhớ check cái cọ trước để cho nó không có bị dính hồng nha. Rồi quét sát lên trên cuticle nha. Rồi mình vuốt hết nửa bên đây. Cái đường ở giữa nó có xịt qua xịt lại một chút xíu, không thành vấn đề, mọi người đừng lo lắng. Rồi bây giờ ông sẽ lấy thêm một miếng màu trắng. Đó, nhiều chút nha. Để cái hũ này qua một bên đi, ông sẽ quay lại với cái màu này. Cái màu hồng mà ông pha mới nãy mọi người thấy không? Ông sẽ để màu trắng ở một bên.
Thì bây giờ ông có màu trắng một bên, màu hồng một bên. Và cái quan trọng á là mình phải để sao cho nó quay đúng cái chiều, tức là bên đây là hồng, bên phải trắng, bên trái. Thì ông dĩ nhiên là phải quay ngược cái miếng này lại để cho mọi người có thấy được cái miếng của ông không? Đây, ở đây thì ông sẽ có trắng bên đây, hồng ở phía bên đây. Rồi, rửa cọ sạch đó nha, tại vì cái cọ của ông bây giờ nó đang có màu trắng. Mình rửa cọ cho sạch. Mọi người có thấy rõ không? Sorry, nếu mà ông có ho nha. Hôm nay thời tiết nó đổi, ông ho rất là nhiều luôn. Nhưng mà may mắn sẽ là tới lúc livestream. Chắc đam mê quá, nên nó ngưng. Rồi, cẩn thận kiểu bị dính màu. Nhớ để khách, để cho khách cắt mấy ngón tay này lại. Và ông sẽ bắt đầu, ông dùng cái cọ sạch nha. Cái cọ này ông đã rửa sạch rồi. Thì ông tán mỏng ở giữa. Mình để màu trắng màu hồng bên cạnh nhau. Theo đúng cái chiều ở trên cái ngón tay của khách. Và mình tán cho mỏng cái đường này ra. Thì trên cọ của ông bây giờ nó có nửa trắng nửa hồng, mọi người thấy không? Ông sẽ đặt lên móng tay, dẫn kéo một đường dài xuống. Rồi, miết cái cọ xuống. Kéo mạnh lên. Đừng có lo nó chảy nha. Kéo mạnh nó mới blend vô. Mọi người kéo 3-4 lần gì đó. Nhớ kéo sát, khi cái cổ lỡ có lem chút xíu chùi. Kéo ở giữa xong, lật qua bên phải chút, kéo một đường nữa. Lật qua bên trái xúc một chút, kéo một đường nữa. Để cho cái màu nó hòa quyện nhà nhau, kéo lại ở giữa một đường nữa. Đó. Người thấy không? Ông ray ra trong tích tắc. Dễ vô cùng. Rồi, rửa cọ. Đó. Cái này thì nên ngón nào làm ngón đó nha. Ở đây ông có rắc kim tuyến bột nữa, nhưng mà ông khuyên mọi người nếu mà rắc kim tuyến bột thì nên để sơn thóc cốt xong rồi hẳn rắc. Tại vì nãy mọi người thấy mình blend cái màu ở giữa rất là mỏng, cho nên nếu mà mỏng như vậy mà rắc kim tuyến lên nó không có đủ gel để kim tuyến nó ở lâu. Nên ông khuyên là bây giờ cứ làm ombre cho đẹp. Ombre cho đẹp đã, hơi đèn. Nào hơi đèn xong, sơn thóc cốt lên, rắc lại, rất là đơn giản. Rồi bây giờ ông sẽ bỏ thóc cốt ra. Cái phần bây giờ á, là mình tới cái khúc rắc bột, tức là mình sẽ rắc bột lên ngón trái tim, mình rắc bột lên nguyên cái ngón ombre luôn. Nhưng mà mọi người có thể dùng tùy ý, thóc mét thóc cốt cũng được, shiny thóc cốt cũng được. Mọi người biết tại sao không? Bây giờ có thóc cốt gì ở dưới thì mọi người rắc bột lên nó cũng mát hết, cho nên tiệm mình có cái nào xài cái đó. Ăn thì shiny thóc cho lẹ, ông sẽ bỏ shiny thóc ra ngoài gì á, và ông sẽ dùng cái cọ nào cái bảng bự hơn chút đi. Khúc này mình đâu có cần phải xài cái liner nữa đâu, nên ông sẽ dùng cái cọ của Tarte. Cái cọ này nó là ông nhớ nó tên là để làm 3D á, thì một đầu nó nhỏ và một đầu nó để nặng Tarte. Rồi mình sẽ bỏ top coat lên, ở trong thì matte top coat rồi, ở ngoài thì bỏ shiny top lên. Mọi người đừng để nó che hết cái đường màu hồng nha, quét tới bên cạnh đường màu hồng thôi. Một lớp mỏng thôi, đừng mỏng quá nha, cũng hơi dài dài một chút xíu để cho nó có cái thóp cốt để mà nó dính kim tuyến nữa nha. Mỏng quá kim tuyến nó cũng dễ rớt lắm. Rồi ở trên đây thì đứng cái cọ lên, đi mỏng mỏng thôi. Rồi nãy giờ có anh chị nào trả lời được cho Ân là tại sao cái bộ nail này nó lấy 400 chưa? Đang rất là chờ câu trả lời của mấy anh chị nha. Rồi, ân sơ ngón này, shiny top ở bên hông. Qua đến ngón này. Cho ân gửi lời chào đến mấy anh chị vào coi live sau nha. Nãy giờ ân tập trung vẽ cái mẫu này quá, không có say hi với ai được hết. Đó, bây giờ ân đang quét cái phần trên này cho nó mỏng, để mà mình rắc bột kim tuyến lên. Cái cọ này thì ân thấy rất là vừa, lông vừa vặn, mềm. Vừa đủ để vẽ design, nhưng mà mọi người khi vẽ nhớ để ý khách, lấy khách cất cái ngón tay này vào nha. Kiểu mình sẽ làm dính nước sơn ở phía dưới bề mặt móng đó. Đó, đứng cọ lên. Đi hai bên góc. Ngón này mới nãy ông có đụng nhẹ một cái. Bây giờ ông sẽ phải trim lại. Nên mình phải cẩn thận nha. Rất là dễ mess up đó. Chỉ cần nó dính một chút xíu thấp hút ở đây thôi là khi mình rắc buộc á, mình phải chùi rất là cực. Rồi nhớ nhìn lại một lần nữa trước khi rắc bột để make sure là không có chỗ nào nó bị dính hết, chỗ nào mình lỡ động tay là mình phải chùi liền. Rồi qua đến ngón trỏ, không dạy gì mà lấy cái cọ nhỏ sơn đúng không mọi người, lấy nguyên chai thóc hút sơn lên chứ. Nhưng mọi người thấy ân ra ombre rất là được không, lì xì thêm nữa
Phải không cô ông? Ừ, lì xì là chưa tính nha. Bộ nail này không là ông đã lấy 400 rồi. Nên chia sẻ với mọi người, ông biết là rất là nhiều anh chị bây giờ không muốn vẽ design, khách design và mình không muốn nhận, không muốn học. Nhưng mà có rất là nhiều mẫu, không khó, mình có thể vẽ được. Online rất là nhiều, ông chỉ cho mấy anh chị rất là nhiều mẫu đúng không? Rất là nhiều mẫu mà mình có thể vẽ, không có quá cầu kỳ mà mình vẫn lấy tiền được. Nên là chịu khó học vẽ design, tại vì từ một bộ nail, nếu mà bộ này á, ông làm móng úp không á, ông chỉ lấy có 85 đồng thôi. Đúng không? Từ 85 đồng lên 200, rồi lên 400. Đó, cố gắng. Rồi, chỗ đây có dính một xíu màu, nhớ chùi đi. Tại vì nó bị đụng vào trong cái dĩa là nó dính ở bên góc liền. Rồi, ông bị dính một chút xíu ở đây nữa rồi. Không sao, chút xíu ông dũa được. Mình sẽ dũa lại cái ngón này một chút xíu thôi. Tại vì ngón tay của bạn này dài quá, mình lỡ làm dính vô trong cái hũ màu. Ông sẽ dũa lại một chút xíu trước khi mà mình rắc buộc nha. Tại ở bên góc thôi. Nên mọi người nhớ để ý nha, ngón tay càng dài là càng phải để ý. Rồi quét lại một chút xíu tóc gốc vô đây. Dùng cọ quét cũng được. Tiện thể lấy luôn mấy cái bụi đi luôn. Bây giờ có bụi một xíu cũng không có sao, tại vì đằng nào mình cũng rắc bột lên mà. Rồi, ông sẽ đi tiếp với cái hũ bột trắng nha. Và mình sẽ dùng cái gì cũng được hết, cọ cũng được. Dùng hôm nay ông dùng cái đĩa giá để ông xúc bột ông đổ lên cũng được. Mọi người có thể hứng giấy hay cái gì ở dưới để cho nó đỡ bay. Chút cái ngón tay xuống để cho mình đổ xuống á, thì nó rớt vào nguyên ở trong cái móng này thôi. Lúc nãy á, ân sơn shiny top ân chừa cái ở giữa ra, thì ông không có muốn dính bột kim tuyến hết ngón tay đâu. Nhưng mọi người rắc cũng phải cẩn thận nha. Chỗ này hơi chày một chút xíu, mình phải để ý ngón nào chày là mình phải sửa liền. Và đừng hơ đèn nha. Hơ đèn lúc này xong là công cốc luôn. Tại vì mình phải để nó ướt mình mới rắc được. Thì cái kim tuyến nó mới dính. Và cái kim tuyến mà ông đang dùng á là kim tuyến mịn nha mọi người. Nó không phải là chunky glitter đâu. Cho nên nó mới ở lâu được. Còn mọi người rắc những cái kim tuyến mịn á thì nó rất mau lắm. Tại vì nó càng rough á thì nó càng dễ bị mắc vào trong quần áo. Kim tuyến này nó mịn như là bột đít vậy. Nó rough hơn bột đít một chút xíu. Hello Nhiên, Nhiên khỏe không? Nhưng qua đến Mỹ chưa? Nhớ là tháng 2 ông sẽ qua Cali nha. Ông vừa có lớp nail, ông vừa có nail show luôn. Có gì ông sẽ share với Nhiên cái link nha. Mọi người ơi, ngày 28 này là công ty show nào mình có show. Đây một show ở ngay Tampa. Ngày 28, ngày 4, ngày 5 thì mình có show. Có thể là show 2 ngày ở Cali. Đó, ở ngay Santa Ana nha. Địa chỉ cụ thể là tụi em sẽ update sớm thôi. Bây giờ mình đang trong thao tác chuẩn bị. Đó. Nhớ nghiêng ngón tay nha. Rắc bột cho đủ hết hai bên. Thằng rắc kim tuyến phí lắm mọi người ơi. Rồi xong nhớ chuốt lại hai bên cho nó sắc. Hẹn gặp Nhiên nha. Địa chỉ ở Cali thì tụi em sẽ update sớm nha. Mọi người sẽ có update ở trên trang Facebook của Journal nha. Bây giờ thì ông sẽ hơ đèn cái này đã. Rồi, để cái ngón lại. Để cái hũ này lại chứ, cất qua một bên cái đã. Rồi, bây giờ là cái lúc mà ông sẽ bật mí. Tại sao mà cái bàn tay này nó bốn chặt. Hãy để cho bạn này hơ một chút xíu. Okay, it's time. Let me see. Can I see the other one first? Rồi ông sẽ phủi bụi sạch cái ngón này. Chút xíu ông làm xong á, ông cũng sẽ liếc cái dũa lại một lần nữa. Tại vì khi mà mình vẽ treo xong á thì nó sẽ hơi phình hai bên, mọi người có thể dũa lại. Vậy khi nào có demo show ở San Jose nữa vậy cô? Bộ abstract San Jose thì năm nay mình không có đi, mình chỉ đi ở San Jose này thôi ạ. Hoàng chị Hoàng Ngọc Ánh nói là bộ abstract nail của cô đẹp thật luôn. Bộ đó cô lấy 400, như bộ này không cô? Cái đó nhìn cầu kỳ lắm luôn. Bộ đó thì ông lấy 350 thôi. Nó cầu kỳ thật, nhưng bộ này nó không cầu kỳ. Nhưng mà bây giờ để ăn bật mí với mọi người tại sao nó 400 nha. Mọi người nhìn đây nè. Ở phía dưới là rhinestone hết tất cả các ngón. Rất là đẹp luôn. Khi mà cái chị này để bình thường thì mọi người không thấy ha. Thả cái ngón tay ra.
rất là bling bling ở dưới. Mọi người thấy hấp dẫn không? Rất là lạ đúng không? Nó nhìn classic nhưng mà nó không có classic chút nào đâu nha. Thì khi mà Ân để phía trên á là hai trái tim ghép lại với nhau. Đó, thì nó thành trái tim. Ở phía dưới khi mà bạn ngửa ra. Này đúng là gọi là gì? Hết hồn chứ bà già đó. Ân đùa thôi, cái câu đó bây giờ rất là phổ biến ở trên mạng. Người thấy cute không? Cái này Ân bỏ rất là nhiều cái rhinestone khác nhau. Và bật mí với anh chị á, để cái rhinestone ở phía dưới móng ở rất là lâu. Thứ nhất là ở rất là lâu, thứ hai á, rất là dễ làm. Mà không có cần phải sợ là cái móng bị mập hay bị cái gì hết. Tại vì thường á, khi mà mình bỏ rhinestone lên trên mặt á, hồi nào mình nhìn cái móng của mình nó rất là chunky, nó rất là bự. Hoặc là mình phải để những cái hột nhỏ ở hai bên rồi mình phải ngó tới ngó lui rất là kỹ. Nhưng mà đính bỏ rhinestone ở dưới lấy tiền rất là ngon và rất là đẹp. Ok, bây giờ tay này Ân còn một ngón nữa, Ân để chừa để Ân làm cho quý vị coi. Ok, bây giờ Ân sẽ làm món này cho mọi người coi nha. Hôm nay thì Ân sẽ cần hũ glue gel. Cảm ơn Linh, cảm ơn mọi người nha, cảm ơn chị Thủy Trương. Rồi, glue gel và cây cọ Jolly hoặc là những cái cọ nào mà bán bè là được. Nhưng mà mọi người nhớ giùm Ân á, khi mọi người đính rhinestone ở phía dưới, thứ nhất là chưa cần biết đến cái gì, lấy acetone prep qua cái móng giùm em. Tại vì ở dưới đây á là mình có thiếp nhựa đúng không? Thiếp nhựa plastic nó bóng. Khi mà mình bỏ gel lên nó sẽ không có dính mà nó sẽ lột ra. Cho nên lấy acetone chà kỹ giùm em, tại vì dưới đây mình không có buffer được. Chỗ đây nó dính một xíu màu ở này. Không sao, chút xíu mình dũa lại được. Mình không buffer được ở trong móng mà mình lấy đồ dũa mình chạy á thì nó bụi dính tùm lum hết. Ở bộ này là về phải kỹ thôi bạn ơi. Lấy bàn chải với lại xà phòng chùi và chịu khó đừng ăn bóc nha. Ăn bóc là dơ lắm. Rồi khi làm á, mọi người phải để ý cái bề mặt móng thì nó cong, cái viên rhinestone của mình thì nó flat đúng không, nó phẳng. Cho nên nếu mà mấy anh chị quét rất là ít gel thì cái bề cong như vậy, ví dụ nó cong vậy đi, cái hột sần cho nó thẳng thì đương nhiên nó sẽ bị hỏng ở ngay chỗ đây. Nếu mà cái hột sần mình gắn ở phía trên đây thì nó sẽ hỏng ở dưới đít, thì nó rất rất là lạ. Cho nên là mình phải fill in cái phần này, phần hỏng này mình phải fill vô bằng gel. Nên mình chỉ phải bỏ thiệt là nhiều gel, đừng có sợ là gel nó xịt lên nha. Mình thả hột sần lên rất là nhẹ, nó không có xịt đi đâu hết, nó chỉ nằm gọn trong đây thôi. Nên khi Ân làm cái mẫu này Ân làm nhiều lần lắm rồi thì Ân thả rất là nhiều gel cho nó dày lên. Và nhớ là đừng có để nó dính xuống cái mặt dưới nha, mặt nào mình làm một mặt thôi, nhiều gel lên. Cũng đừng có bỏ nhiều quá mà nó xịt tùm lum nha. Đó, như đó là được rồi. Thì để mà khi mình thả cái hột sàn lên nó sẽ che cái phần đít ở phía dưới. Dạ, đây là cái hộp hột sàn của Ân. Gợi ý với mọi người nên có một hộp này. Đó chính là một cái hộp mà Ân hay gọi là tả bí lụ. Tức là đủ thứ kiểu hết. Và hầu như ở trong đây thì Ân thích những cái màu hồng nhiều hơn, nó cũng có những cái màu khác nữa. Nhưng mà Ân bỏ đủ thứ loại ở trong đây hết. Ngoài cái tray mà mỗi cái vô một tray riêng, tức là mỗi cái tray một màu, thì Ân có một cái tray gọi là đủ thứ hộp hết. Để cho những cái mẫu nào mà Ân đính nó randomly thôi, nguyên móng, thì Ân lấy cái hộp này nó sẽ rất là nhanh. Nên tiệm nào anh chị đồng thợ, anh chị nên có cái hộp này. Thì hộp này là chỉ dành cho những khách nào mà đính cái gì cũng được hết. Thì Ân đổ đủ thứ loại hết, mỗi loại đủ thứ size ở trong đây hết. Thì Ân chỉ cần đẩy nhẹ qua thì nó lòi ra rất là nhiều hộp. Ở trong màn hình này nó hơi blur chút xíu, mọi người thấy nhức mắt đúng không? Thôi để cho Ân đẩy nó qua một chút xíu đi. Chứ nó blur quá, nó cũng hơi khó nhìn. Nó chói quá mà. Rồi, ngón này mình bỏ glue gel lên xong. Bây giờ Ân sẽ bỏ hột sàn lên. Những hột nào bự thì mình nên bỏ hai bên. Tại vì ở giữa nó trũng. Những hột nào mà size bự như vậy mọi người nên bỏ ở hai bên. Những hột nào size cỡ trung nhỏ như vậy mình để ở giữa. Giờ ngoài ra để làm cái mẫu này Ân còn bỏ thêm những cái hột pearl nữa. Thì Ân có những hột này, size to size nhỏ gì mọi người dùng cũng được hết. Nhưng mà mọi người để ý là tại vì mình đang đi cái pink tone, cho nên mình cố gắng giữ là ngón nào cũng màu sheer hay là AB crystal, hay là những cái hột nào mình lựa màu hồng, màu vàng hay là màu nhạt nhạt thôi. Mình đừng lựa màu dark blue hay là trong đây có màu đỏ thì mình đừng lấy nha. Trong cái khay của Ân nó có rất là nhiều màu. Màu xanh lá cây, màu đỏ, màu dark blue. Những màu nào kỳ quái quá thì mình đừng lấy. Ở trong đây nó có màu xanh, màu đỏ mình đừng lấy. Nhưng mà cỡ nào, size nào mình lấy cũng được hết. Ân sẽ lấy một hộp silver đi. Ân thả vào đây. Rồi mình lấy tiếp rhinestone. Màu vàng, màu trắng, màu gì cũng được hết. Và mọi người đừng có đẩy vào sát quá nha. Đẩy vào sát quá khi mà khách về nhà sẽ thấy rất là lợn cợn. Đó,
món này ở rất là lâu, khách của ông đi 3-4 tuần đến, có thể nó sẽ rớt một vài hột nhưng mà đa phần là nó rớt ở phía đầu móng này thôi, ở phía trong này nó ở rất là lâu, vì nó không có bị dính, có đều là có những cách nào mà da đúng như bạn nói là dùng cái tay nhiều quá thì nó hơi bụi ở phía dưới chút xíu. Nhưng mà ông chỉ cách cho khách của ông giữ rồi, nên mấy bạn giữ cái bộ tay rất là sạch, vì ông không thích bộ tay dơ đâu. Mỗi lần khách vô là mình nói khách đi rửa tay để cho mình làm cho nó sạch sẽ, nên khách của ông họ cũng kỹ lắm. Những cái bộ tay là mắc tiền mà, họ đâu có để cho nó dơ đâu. Phía dưới là lấy xà phòng với bàn chải đánh răng đánh cho nó sạch. Đó, những cái hộp bự mình bỏ cũng được, những cái hộp này nó bị lật rồi đó, mình lật lên nhà mình để bên hông. Và đừng có để cho nó tràn lên nha mọi người, đừng có để cho nó tràn qua hai bên nha. Lâu lâu lấy cái tay miết nhẹ chút xíu để cho hột sạn nó ở ngay chính giữa thôi. Cái này bỏ random mà, cho nên mình làm rất là nhanh, cứ thảy lên thôi, không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Cứ nhớ hột nhỏ nhỏ thì để ở giữa, hột bự bự thì để hai bên. Nhiều khi nó có kẽ hở một chút xíu, nó cũng không có thấy nhiều. Tại vì ở phía dưới mình có màu rồi, mình có màu hồng rồi, cái rhinestone của mình nó cũng hồng hồng nữa. Bây giờ có chỗ nào nó hở hơi nhiều một chút xíu, thật sự là mọi người cũng không có thấy luôn. Cho nên mẫu này rất là dễ lấy tiền. Và mỗi một cái ngón như vậy ông lấy 20. Mình thả hột sạn gì ở dưới cũng được hết. Rồi lâu lâu mình thả thêm mấy hột pearl nữa. Đó, to nhỏ gì cũng được hết. Người thấy mẫu này chơi được không? Tuy nhiên nó phải có lý do để mà lấy 200 chứ, 200 thêm chứ đúng không? Từ 200 thành 400 là tải đến hột sạn ở phía dưới. Người thấy kêu không? Nhờ cái mẫu ở dưới này là bạn này chọn, ân là chọn mẫu ở trên, bạn này chọn mẫu ở dưới. Tại vì bạn nói là muốn cho nó lạ một chút xíu và muốn nó thiệt là lấp lánh nhưng mà không có muốn nó gọi là lố quá. Thì ân nghĩ là mẫu này rất là phù hợp luôn. Ở phía trên nhìn rất là nhung mị đài cát, ở phía dưới nhìn hết hồn. Đó, bây giờ ân sẽ thảy đá lên. Và tại vì ân bỏ rất là nhiều cái glue gel cho nên bây giờ mình cũng không có cần phải siêu lại với cái gì hết á. Glue gel này là dư sức để mà dính luôn. Rồi mình thả thêm mấy hột ở đầu móng. Mọi người đừng có để cho nó sát ra phía ngoài quá nha, tại vì khi mà mình lật cái ngón tay lên nó sẽ lộ ra. Đẩy cho nó lùi lùi vào trong một chút. Đừng có đẩy cho nó all the way sát vô trong cái da tay thì nó sẽ hơi lợn cợn. Nghiêng cái ngón tay qua một chút xíu. Đẩy những cái hột này đi sát vào. Ở phía đầu móng á, mình chỉ muốn nó ở lâu á, mình để những hột nhỏ nhỏ thôi. Thì những hột to nó sẽ rớt lại hơn. Mình sẽ lựa những hột nhỏ nhỏ ăn để ở phía đầu móng. Và mình có treo nhiều nữa thì những cái hột nhỏ nó sẽ ở rất là chắc. Rồi ăn thêm ở đây 1-2 hột nữa là xong nha. 20 lá ngon lành phải không anh chị? Đó, cái khay này nó rất là dễ, mình lấy tay mình rải qua một cái là hột nào nó ngửa lên thì mình pick thôi, mình không có cần phải lắc tới lắc lui cái tray nhiều lần. Rồi hồi nào đính xong nhớ lật cái bàn tay lên lại coi lại một lần nữa, miết hai bên để cho cái gì treo cái hột sạn nó không có hột nào nó nhỉnh ra ngoài hết. Rồi bây giờ mình sẽ cho khách lật bàn tay lên và để tay vào hơ đèn như vậy. Và mọi người phải nhớ ngón cái là mình phải kỹ nha, ngón cái riêng, ngón cái là hơ riêng một mình nó thôi, để ngược lên cho khách hơ riêng cái ngón cái thôi để cho nó không có bị hư. Mọi người thấy đẹp không? Ngón này á, thì ân khuyên là nên làm cái shape square. Tại vì với cái shape square á, mình đặt hai ngón này vô, nó ăn vô với nhau thì nó mới ra đẹp. Và sau khi làm xong mình, tại vì mọi người nhớ mẫu nào mình vừa có glue gel ở dưới, mình có rắc kim tuyến, rất là nhiều thứ, cho nên thường cái shape của mình nó sẽ bị mất shape. Và đặc biệt là móng square thì cái shape nó rất là quan trọng. Cho nên khi mà làm xong nhớ dùng cái dũa dũa lại một lần nữa. Rồi bạn này hơ xong, mình sẽ để tay lên đây, mình lấy cái dũa liếc lại từng ngón một, giữa hai bên. Nhớ nghiêng ngón tay qua nha, đừng để bị mất bột hai bên nha. Giữa lại một chút xíu. Chỗ nào mình thấy màu hơi lem hay là móng hơi phình, mình phải liếc lại nha. Mặc dù là móng úp thì cái shape nó đã có sẵn rồi. Mọi người phải nhớ tại vì mình sơn nhiều rồi, mình rắc bột, mình sơn thấp cốt, mình sơn, mình rắc kim tuyến. Rất là nhiều món. Nên nhớ chịu khó, làm ơn. Liếc lại một lần nữa trước khi cho khách đi. Và liếc hai bên rồi liếc luôn cả cái phần đầu móng luôn nha mọi người.
Thành Sơn, Kim Tuyến mình còn động hai bên. Dù là mình có lấy tay mình giúp nước sơn hai bên rồi, Kim Tuyến nó vẫn dính nha. À, cảm ơn mọi người nha. Và đừng có để bị mất xếp nha mọi người. Vừa vừa thôi nha, ngửa cái dũa ra chút xíu. Rồi sau khi mà mình dũa ở phía trước xong, mình lật cái ngón tay lên. Mỗi ngón mình dũa lại ở cái đầu móng. Thì mọi người sẽ để như vậy. Liếc lại cái đầu móng một lần nữa để cho nó thiệt là bén nha. Ông thì nãy ông có hỏi thì chị này không có thích cái slanted, tức là không có xiên xiên ở đầu, nên là đầu móng là ông cứ dũa thẳng thôi. Nó đi cái dũa cho thẳng. Người nó hơi bị cái camera chút xíu, mọi người thông cảm nha. Thì ông phải lật ngược cái tay lên ông dũa mà. Rồi một ngón nữa là mình xong. Rồi hồi nào mà làm xong á, nhớ đưa cho khách cái bàn chải, dẫn khách đi rửa tay nha, tại vì bụi nhiều, mình lúc mà mình vỗ lại thì nó hơi bụi. Rồi khi chụp hình, nói luôn cái chuyện chụp hình, cái mẫu này mọi người muốn đẹp là mọi người đang quay phim. Đại hộp đai mình lại đi cô bụi. Cảm ơn bạn nha. Thì là anh cũng quên luôn, lo tập trung vỗ mà. Đó, thì cái mẫu này xong á, khi mà chụp hình, một là mình nên để một tay, mình áp lại để cho nó lòi cái trái tim ra. Và ân khuyên á, mẫu này mà đẹp nhất là đang quay phim. Tức là thường á, ân sẽ để một cái tay như vậy. Một cái tay bên đây ân để lên trên. Đó, hai tay như vậy. Và ân sẽ bấm máy quay. Thì khi mà ân bắt đầu quay á, zoom sát, zoom cái phone từ từ đi ra. Và sẽ để cho bạn này ngửa cái bàn tay ra. Xong cái úp bàn tay lại. Mình phải để cái camera xa ra nha. Làm sao mà khi mà bạn này, đó, mình để hai tay, xếp hai cái ngón này cho nó ra trái tim nha. Để hai ngón này như vậy. Đó, xong mình sẽ like. Ngửa cái bàn này ra. Boom, đóng vô lại. Xuất sắc phải không anh chị? Ok, rất là cảm ơn mọi người dành thời gian coi live với ân ngày hôm nay nha. Ân hẹn gặp lại mọi người vào tối thứ năm. Đó, bây giờ live xong nó bắt đầu ho. Mà không sao, mình live xong rồi. Hẹn gặp lại mọi người tối thứ năm. Ân hướng dẫn với mọi người một cái mẫu design khác. Chắc không phải là 400 đâu ha. Không phải ngày nào cũng có khách 400. Nhưng một mẫu design khác. Và ngày mọi người nhớ là ngày 28 mình có show ở Tampa này. Ngày 4, ngày 5 mình có show ở Santa Ana, California. Và ngày 6, 7, 8 thì mình sẽ có lớp ở Cali. Anh chị nào muốn học và bột nâng cao tay nghề thì mọi người nhớ đăng ký nha. Rất là cảm ơn mọi người. And good night. Nhớ giúp ân like, share, nhớ thả tim cho ân nha. Cảm ơn mọi người vào coi live cùng với ân ngày hôm nay. Hẹn gặp lại mọi người vào thứ năm. Bye bye. Thank you.